nhỏ đi. Nhỏ đi. Và xe đó là mình để phái khoái xong. Tức là để mang vào làm gì? Để chọn cấp xe. Thì nó là có cái số nào cụ trên. Thì lúc đó mình dùng tầm. Mình đứng ra. Mình đứng đây, nó nằm đây. Tôi thượng tá Nguyễn Đức Thanh, phó trưởng công an tỉnh Điều Tra. Đối với Hồ Thanh Sơn, giới tính nam, sinh năm 1967 tại Đồng Giám Thị, công an thành phố Nha Trang thi hành quyết định này. Thằng này bao nhiêu tuổi đây? Rồi xuống nha thôi.